Trong chiều qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với công an các địa phương bắt giữ các đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Tài sinh năm 1991, Nguyễn Chính Thiêm sinh năm 1993, Nguyễn Quốc Hưng sinh năm 2005 cùng ngụ quận 4, Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1970 ngụ quận 7 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào chiều tối ngày 22 tháng 11 năm 2021, Tài giả làm gái mại dâm đến công viên 23 tháng 9 quận 1 và mồi chài được một khách mua dâm. Do đã bàn bạc trước nên trong lúc Tài thỏa thuận giá bán dâm thì các đối tượng còn lại sẽ tìm cách lấy trộm xe của khách. Tuy nhiên, do khách khóa cổ xe nên đối tượng không lấy trộm được. Chúng tiếp tục dẫn dụ khách đến một khách sạn trên địa bàn quận 10 để tìm cách lấy trộm chìa khóa xe. Trong lúc người khách mua dâm đang tắm thì Tài lấy trộm chìa khóa xe đưa đồng bọn lấy xe tẩu thoát. Sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm xong, Tài nhanh chóng rời đi. Các đối tượng mang chiếc xe trộm được đến một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Thị Tần, phường 2 quận 8 để cầm lấy tiền tiêu xài. Đến chiều qua, ngày 26 tháng 11, lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện băng nhóm trên tại công viên 23 tháng 9 nên mời về làm việc. Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng cho biết thường hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là người nước ngoài, nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19, khách nước ngoài không du lịch tại Việt Nam nên băng nhóm này chuyển sang dàn cảnh khách Việt Nam để chiếm đoạt tài sản.